Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên thông báo đến các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn về việc tạm dừng vận tải hành khách bằng ô tô từ Phú Yên đi thành phố Hồ Chí Minh và chiều ngược lại từ 0 giờ ngày 16 tháng 6. Tỉnh tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Phú Yên đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại Đối với tuyến vận tải hành khách từ Phú Yên đi tỉnh Bình Dương, Sở Giao thông Vận tải đề nghị không chở quá 50% sức chứa và không quá 20 người một chuyến. Bến xe tỉnh Phú Yên thực hiện nghiêm việc xác nhận khi xe ra vào bến về số lượng hành khách, việc lưu trữ danh sách hành khách của đơn vị vận tải, tuyệt đối không cho xe xuất bến khi không thực hiện đúng các quy định.